Huấn luyện viên Park Hang-seo có động thái lạ, đội tuyển Việt Nam sắp biến động lớn. Các huấn luyện viên ngoại đề xuất mức lương khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Lào nhờ cậy Thái Lan trước ngày đối đầu đội tuyển Việt Nam tại World Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo có động thái lạ, đội tuyển Việt Nam sắp biến động lớn. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo có quyết định đầy bất ngờ về kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước thềm World Cup, hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi. Trong tháng 11 này, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận giao hữu với câu lạc bộ Borussia Dortmund trong khuôn khổ FIFA Day vào ngày 30 tháng 11. Sau đó là quá trình tập luyện hướng đến World Cup 2022. Thời điểm hiện tại, ông Park Hang-seo vẫn đang tất bật với kế hoạch nhân sự của đội tuyển. Trước thềm giải đấu cuối cùng với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park đặt quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam đòi lại chiếc vô địch từ tay đại kình địch Thái Lan. Do vậy mà chiến lược gia người Hàn Quốc muốn có được những quân bài tốt nhất cũng như là hứa hẹn khám phá ra nhân tố mới mang tính đột phá. Lúc này thì giải vô địch quốc gia V-League đang trong giai đoạn căng thẳng cả ở cuộc đua vô địch và cuộc chiến trụ hạng. Rất nhiều trận đấu hấp dẫn có tính chất quan trọng sẽ diễn ra, cụ thể ở vòng 23 và ngày 3 tháng 11. Và ngày 4 tháng 11 có thể dẫn đến trận Hải Phòng gặp Hà Tĩnh, Nam Định gặp Hoàng Anh Gia Lai, Viettel gặp Bình Định hay Hà Nội đấu Thanh Hóa. Tuy nhiên, thay vì theo dõi những trận đấu trên, ông Park Hang-seo mới đây lại có động thái đều bất ngờ khi quyết định tới dự khán màn đọ sức giữa Sông Lam Nghệ An với Bình Dương trên sân Vinh. Đây là trận đấu của hai đội bóng đang xếp thứ 7 và 8 trên bảng xếp hạng V-League và không còn nhiều mục tiêu. Do vậy thì nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo muốn kiểm tra phong độ của một vài tuyển thủ trong đội hình hai đội như Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh hay Tiến Linh. Đồng thời, nhà cầm quân 64 tuổi cũng xem xét một số gương mặt mới cho đội tuyển Việt Nam. Trước thông tin huấn luyện viên Park tới sân Vinh dự khán thì tiền đạo Phan Văn Đức bày tỏ: "Đối với chúng tôi, thầy Park dự khán hay không thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vẫn luôn thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp. Tuy nhiên tôi rất vui vì thầy đến sân để theo dõi đội thi đấu. Hy vọng các cầu thủ sẽ đá tốt tại trận đấu này để có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam tại World Cup 2022. World Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng ông Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Quyết định này mang đến nhiều tiếc nuối cho Văn Đức. Một thời gian dài 5 năm, tôi có rất nhiều kỷ niệm với thầy Park. Thầy là người sống tình cảm. Cuối năm nay, thầy không còn làm việc ở Việt Nam nữa. Tôi rất tiếc nuối. Tôi chúc thầy luôn mạnh khỏe, thành công trên con đường mới." Các huấn luyện viên ngoại đề xuất mức lương khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Sau khi biết tin ông Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam, đã có tới 7 huấn luyện viên ngoại có danh tiếng ứng cử vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam mà chiến lược gia Hàn Quốc để lại. Trong số các chiến lược gia kể trên, huấn luyện viên trưởng Marvin Moss, người đã từng đưa đội tuyển quốc gia Bỉ lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thế giới cùng với các học trò như Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku, đưa ra mức lương dễ chịu nhất so với 6 ứng viên còn lại là 800.000 đô la một năm. Trong khi đó, 1 triệu đô la một năm là con số được các ứng viên Robert Fronesky, Slaven Sledersic, Bozida Bandovic, Xavier đưa ra. Có huấn luyện viên trưởng Skosic mong muốn có mức lương ước chừng từ 1 đến 1,3 triệu đô la một năm nếu ngồi vào ghế nóng. Huấn luyện viên trưởng Marvin Moss từng dẫn dắt đội tuyển Bỉ vào đến tứ kết World Cup 2014 và Euro 2016, đưa đội tuyển Bỉ lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thế giới vào tháng 11 năm 2015. Ông này từng dẫn dắt câu lạc bộ Schalke 04, Sint-Truiden và Raja, từng dẫn dắt các đội tuyển nổi tiếng như Bỉ, bờ biển Nga. Iran có được nhiều thành công đáng ghi nhận. VFF cho biết sẽ nghiên cứu kỹ các hồ sơ và lựa chọn huấn luyện viên phù hợp nhất cho tuyển Việt Nam dựa trên mức lương phù hợp. Mối liên duyên giữa bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ khép lại sau ngày 31 tháng 1 năm 2023, thời điểm hợp đồng của chiến lược gia người Hàn Quốc với VFF kết thúc. Trước mắt thì ông Park Hang-seo quyết tâm cùng với đội tuyển Việt Nam đòi lại chiếc vô địch World Cup từ tay đại kình địch Thái Lan để khép lại 5 năm cống hiến đầy vinh quang. Theo kế hoạch, sau khi V-League mùa giải 2022 kết thúc, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho World Cup 2022. Trước đó, ông Park và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có các buổi làm việc nhằm thống nhất về kế hoạch hội quân và rèn luyện chuyên môn của đội tuyển Việt Nam. Dự kiến là chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ triệu tập khoảng 32 đến 35 người trong đợt hội quân tới. Mục đích là để rà soát, đánh giá năng lực cầu thủ trước khi chọn ra đội hình mạnh nhất, hướng giải đấu khu vực với mục tiêu đòi lại ngôi vô địch. Lào nhờ cậy Thái Lan trước ngày đối đầu đội tuyển Việt Nam tại World Cup 2022. Đội tuyển Lào sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Thái Lan để chuẩn bị cho World Cup 2022. Vào sáng ngày 3 tháng 11, đội tuyển Lào đã chính thức lên đường sang Thái Lan để bắt đầu chuyến tập huấn của mình tại trung tâm Kirin Valley Sport Resort Khao Hai. Theo kế hoạch, đây là chuyến tập huấn đóng vai trò quan trọng cho quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022 bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11. Đội tuyển Lào sẽ có nhiều trận giao hữu cực kỳ chất lượng với các câu lạc bộ hàng đầu Thai League như Mang Thong United, Nankhon Ratchasima, Chonburi FC, Udon United hoặc một vài đội bóng khác. Đây sẽ là cơ hội tốt để đội tuyển Lào rà soát lực lượng và kiểm tra phong độ của các cầu thủ trước World Cup 2022. Trước đó, đội tuyển Lào đã chính thức hội quân vào ngày 1 tháng 11 với danh sách triệu tập là 27 người.
huấn luyện viên Martin Wessit đã gây bất ngờ khi quyết định gạch tên tiền đạo từng thi đấu tại Ligue 1 Pháp là Billy Kekel-Fonfon. Tại AFF Cup, tiền đạo 33 tuổi đã có màn trình diễn khá ấn tượng sau khi bị câu lạc bộ Dunkerque của Pháp thanh lý hợp đồng. Billy Kekel-Fonfon đã trở về Đông Nam Á thi đấu cho câu lạc bộ Sepahang của Malaysia. Tuy nhiên, phong độ không tốt của tiền đạo này ở mùa giải vừa qua đã khiến anh bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Lào tham dự AFF Cup 2022. Với việc đã giao hữu với các câu lạc bộ ở Thái Lịch, nhiều khả năng đội tuyển Lào sẽ không thi đấu giao hữu quốc tế với các đội tuyển quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Đây có thể coi là một động thái nhằm giấu bài của huấn luyện viên trưởng Michael Wessit trước thềm AFF Cup 2022. Về phía các đội tuyển khác thì Malaysia sẽ đã giao hữu với Campuchia và Maldives. Đội tuyển Việt Nam so tài với câu lạc bộ Dortmund. Thái Lan đã giao hữu kín với hai đội bóng khác, trong khi Indonesia quyết định không đá giao hữu. Theo cơ cấu bốc thăm, đội tuyển Lào nằm ở bảng B cùng với Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Singapore. Đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Michael Wessit sẽ ở vị trí sân nhà tiếp đón đội tuyển Việt Nam và Singapore, trong khi xen kẽ vào đó là hai chuyến làm khách khó khăn trước Malaysia và Myanmar.